Cơn mưa vội vàng trôi qua. Mến chào tất cả anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Hiếu Huyền.vn. Và trước mặt em đây là một mẫu loa Acti đến từ thương hiệu Electrovoice, được hãng ra mắt tại thị trường Việt Nam vào tháng 6 năm 2024 anh chị nhé. Và mẫu loa này có mã sản phẩm là ZLX12B-G2. Tổng quan đây là một mẫu loa Acti và chúng ta sẽ được trang bị một cái hệ thống loa, bao gồm chúng ta sẽ có một cái loa bass và có kích thước bass là 30cm, và phía trên này là một loa chép ha. Đây là một dòng loa Acti sử dụng nguồn điện trực tiếp, nên anh chị sử dụng sẽ cắm nguồn điện trực tiếp ha. Đồng thời loa sẽ trang bị cho anh chị một cái mixer đến từ thương hiệu Dynacord. Đó là một trong những cái điểm nổi bật của dòng ZLX12B-G2. Về phần thiết kế của loa, loa sẽ làm bằng chất liệu thùng nhựa gì nhé. Đó, thùng nhựa như thế này. Phía trước thì chúng ta được trang bị một cái tấm lưới Acan 2 lớp ha. Bên ngoài thì chúng ta sẽ bằng chất liệu kim loại, bên trong là bằng vải để kháng nước, kháng bụi cho mình. Về phần kích thước thì loa sẽ có chiều cao khoảng 3 gang tay anh chị nhé, khoảng 3 gang tay, và bề ngang thì khoảng 2 gang. Chính giữa thì chúng ta sẽ có logo EV ở đây ha. Mặt bên này thì chúng ta sẽ có một cái tay xách. Loa có thể là đặt đứng hoặc có thể đặt nằm. Anh chị đặt nằm thì chúng ta xách bằng tay xách này ha, giống như những dòng loa monitor gì nha. Đồng thời thì bên trên này thì cũng trang bị chúng ta một cái tay xách để cho anh chị là xách cái dáng đứng ha. Và mình có thể là đặt trên cái những cái trụ như này. Về phần cân nặng loa thì loa sẽ có cân nặng là khoảng 15kg anh chị nhé. Về phần mặt sau loa thì đầu tiên anh chị sẽ thấy một cái logo Electrovoice ở đây ha. Bên này thì chúng ta sẽ có một cái bảng mạch, bo mạch công suất, cái cổng kết nối và nguồn điện vào ha. Chúng ta có thể sử dụng từ 110 đến 240V ha. Ngoài ra thì anh chị có thể sử dụng những cái bình tích điện để mình sử dụng ở ngoài trời. Bên này thì chúng ta sẽ có công tắc tắt mở nguồn ở đây. Khi anh chị mở nguồn thì chúng ta sẽ có một cái logo EV. Đây là một cái màn hình LED hiển thị tất cả những cái thông số, những cái điều chỉnh trên con loa này. Đây là một dòng sản phẩm kết hợp giữa thương hiệu Electrovoice, và bên trong này thì chúng ta sẽ được thích hợp một cái mixer đến từ thương hiệu Dynacord ha. Về những cái cổng kết nối thì anh chị sẽ có ba cái đường lay vào. Chúng ta có input 1 nè, input 2 và kết nối Bluetooth ha. Về đường input 1 thì anh chị có thể kết nối được cổng Ganon nè. Ở đây là đường mic out để anh chị có thể là kết nối qua sub. Input 2 thì chúng ta vẫn có cổng Canon, và đây là một cái cổng 6 ly để cho anh chị kết nối với nhạc cụ, guitar hay là đàn ha. Bên này là chức năng Bluetooth. Đó, khi anh chị sử dụng thì chúng ta hiệu chỉnh thì chúng ta sẽ nhấn vào đây để hiệu chỉnh cho cái đường lay số 1 này. Nhấn vào đây để hiệu chỉnh cho đường lay số 2, và đây nhấn vào đây để hiệu chỉnh cho phần nhạc vào kết nối Bluetooth ha. Về phần đường lay 1 thì chúng ta cũng có rất là nhiều cái tùy chọn trong này. Anh chị có thể là điều chỉnh thì bass chép, rồi những cái reset có sẵn ở trong này. Bass chép, dễ âm trung, dễ âm bass nè. Đó, rồi FX ha. Về đường lay input 2 thì cũng tương tự như trên cái input 1 ha. Anh chị vẫn sử dụng được rất là nhiều cái chức năng trong này. Đó, mình điều chỉnh rất là chuyên sâu. Bluetooth cũng vậy, chúng ta vẫn có là bass chép khác nhau và không có cái effect thôi ha. Ngoài ra thì anh chị điều chỉnh cho phần master tổng này. Chúng ta có rất là nhiều cái tùy chọn ở đây. Đây là cái mode, cái EQ để cho anh chị hiệu chỉnh cho phần master tổng qua. Đây là chức năng like nè. Rồi anh chị nhấn vào đây chúng ta có thể tùy chọn được chức năng nghe nhạc nè. Đó, rất là nhiều ha. Đây là bass ha, tăng bass nè. Chức năng cho guitar. Ngoài ra thì anh chị có thể có những cái EQ ở đây. Hiện tại dòng này thì chúng ta sẽ có 30 effect để cho anh chị có thể tùy chọn và sử dụng, thì thuộc vào cái dòng nhạc hay là cái nhu cầu sử dụng của mình. Như vậy em đã giới thiệu cho anh chị những cái thông số, những cái chức năng cơ bản của dòng loa Electrovoice 12BG2. Đây là một cái dòng loa Acti sử dụng nguồn điện trực tiếp 220V, từ 110 đến 220V anh chị nhé. Và đồng thời loa sẽ thích hợp cho anh chị một cái mixer đến từ thương hiệu Dynacord ha. Để hát karaoke hay hơn trên con loa này thì anh chị sử dụng thêm cho em một cái bộ micro thích hợp echo ha, như dòng E1 hoặc là Baramax Maxon Echo, rồi hoặc là dòng A1.
để chúng ta có thể kết hợp giữa cái tiếng vang echo cũng như là tiếng vang reverb được tích hợp trên con loa này để chúng ta nghe hay hơn. Bây giờ thì em sẽ mời anh chị nghe thử một cái đoạn nhạc, một cái đoạn âm thanh từ con loa này phát ra hay như thế nào anh chị nhé. Chờ riêng mình tôi, dẫu đã biết anh không hề yêu, nhưng vẫn mơ mộng nhiều. Vì em lạnh lùng bám giá, còn tôi có tim thật thà. Để mình tôi ôm lòng đêm những nhói. Xa như đêm nương mưa, mơ tình ta xanh như bài thơ. Anh chắc sáng soi màn đêm, đưa tình yêu qua thềm. Vì sao người không nhận lấy, còn tôi hoang mang thang lên. Em mơ đâu cho tình tôi miên man. Ngày qua ngày gió mãi đưa xa chúng đôi, ân tình tuyệt vời lên ngôi. Tình yêu của những phút đầu từ những phép màu, sự yêu cõi lòng vượt qua nỗi sầu. Để đêm mùa đông trôi xa,